Xin chào mọi người ạ, chào mọi người đã đến với kênh Crypto Arab, kênh chuyên làm những dự án Crypto MMO ạ. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh ạ. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người về sự kiện Arab từ dự án RGF ạ. Đây là gọi là Crypto Game ạ. Để tham gia về sự kiện Arab này, mọi người sẽ nhận được 1 triệu token RGF ạ. Mọi người cấp vào link bình luận phía dưới phần mô tả video ạ. Rồi mọi người sẽ nhận thêm 250.000 token RGF cho mọi người mở được để tham gia sự kiện Airdrop này ạ. Về dự án này sẽ được list trên PancakeSwap vào ngày 6 tháng 10 ạ. Để tìm hiểu kỹ hơn về dự án này, mọi người có thể về truy cập vào trang web của dự án ạ. Rồi sau đó mọi người bấm start để tiến hành lệnh dụ bộ dự án ạ. Rồi sau đó mọi người bấm start đó ạ. Mọi người tiến hành giảm mẹ cấp chay cho mình ạ. Xôn ạ. Đầu tiên mọi người tiến hành xôn group và channel của dự án trên Telegram ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành click tool không phải là người máy và tiến hành giải mã captcha để xác nhận ạ. Done ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành follow Twitter, like và review bài post của dự án và comment và tag bạn bè cho mình ạ. Và comment cho mình luôn ạ. Rồi mình like ạ, sau đó mọi người chiếc review là về tab bạn bè mình ạ. Rồi sau đó mọi người copy ạ. Rồi sau đó mọi người phần comment ạ. Mọi người thứ hai là dán vào lại ạ. Rồi rồi mọi người nhắn tin là một câu khen ngợi bất kỳ từ dự án này về dự án này. Rồi sau đó mọi người tiến hành đo nè, clip với đo như mình ạ. Rồi sau đó mọi người tiến gửi profile link Twitter của mình ạ. Mọi người về sang cá nhân ạ. Rồi sau đó mọi người sẽ chép địa chỉ liên kết ạ. Rồi mọi người gửi địa chỉ ví Binance Smart Chain của mình ạ. Mọi người có thể dùng ví MetaMask hoặc Sharp Wallet ạ. Rồi sau đó mọi người click vào bài lăng cho mình ạ. Rồi sau đó mọi người kiểm tra lại số lượng token mình nhận được sau khi hoàn thành dự án này ạ. Rồi để nhận thêm phần thưởng từ sự kiện Airdrop này, mọi người có thể copy link mà bạn bè hoặc người thân cũng mình tham gia cùng ạ. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo ạ.